là tên gì cũng được đúng không? Cái tiệp điểm thằng y không chấm không thằng có vấn đề đó là này cái à, món đúng đông đó không y không chấm không nên nó chụp cái tiêu xí á tức là ra lá thằng đã rồi à, nhưng mà thằng thằng nhập là mình đưa thì mình đừng lấy y không à, y thế thôi là ngắn hay không à con bị mấy cái tiệp điểm kia bình thường không rồi giờ vô đây nó ngắn thì chủ yếu là tạc manager này ví dụ nên đi không chấm không là vì mình bật lên đèn sáng có đèn à, sáng thì đúng có không đèn sáng ra lẽ có nghe tiếng ra lẽ đã luôn à nhưng mà hắn nhận à anh dùng đồng hồ đó hắn nhận mày cả kia đó giờ bình thường hết cả đó hắn nhận cho hết nếu lại là nó tắt nó sẽ đang tạo cả như là nó OK dùng chị một ở PC PC này số thì số là nhé số đang chọn để đến đi xong cái gì nữa trừ trừ là xong xong cái phần của thằng bị xưa sẽ rồi này rồi để tiếp tục của mình là
một cái nút điều khiển đèn, thấy chưa? Đây là điều khiển đèn. Đây là điều khiển nút. Cái chỗ này với chỗ này hai giấy nó đến hai đường được không? Hai đường được thôi, nhưng mà giữa cái bậc đen ở trên hai giấy hẳn cái nhà à đó. Còn nếu bậc bậc lên được thì giữa cái bậc ở trên cái sau khi mà mình nhận xuống đúng không? Nên là sẽ on đây. Ok. Không có thì viền nhả thả, tức là mình nhận xuống đúng không? Nó bật đèn, mình sạch lên thôi. Không phải thả ra thì mình tắt ra đi.
on đây á thì mình phải phải bật đèn on á, phải tắt đèn off. Mình phải tắt cái off đi. Setup partition off nè. Mình nhảy xuống là sẽ bật cái đèn bật, tức là sẽ on đèn và tắt cái off đi, tức là sẽ có một cái nút off, một cái nút on trong cái chỗ đó trên trên nhé. Tức hàng sẽ có hai, mình sẽ có hai hai cái tắt nhấn để mà bật cái đèn lên, hai cái tắt nhấn để tắt cái đèn lên. Tức là một á là cái nút, cái nút cái công tắc ở ngoài để mà anh bật lên cái thì anh sẽ bật đèn và anh tắt cái đèn đi thì anh sẽ tắt đèn. Còn một cái nữa là cái con sẽ có một cái nút on đèn. Còn nghĩa là mình on đèn này thì mình phải tắt cái dưới đúng không? Tắt cái ôm này tắt cái off đi. Tắt cái off đi. Ví dụ như em on chỗ này đúng không? Em nổi chỗ là nổi chỗ là đúng không? Như vậy là chỗ nó xuống lên. Xuống lên thì nó sẽ nó bật đèn. Đầu thời tắt chỗ này đi. Tắt chỗ này đi thì hẳn có gì thì là sẽ không bị tắt đèn. Còn nếu mà sau khi em tắt đèn á thì em tắt chỗ này đi. Thì lúc nãy em nổi chỗ này mà. Em tắt chỗ này đi. Sau đó nổi chỗ là nổi chỗ là nổi chỗ là thì nó xuống lên. Gracias.
để xuống mới nói được nha. Kể thì theo vô là vì ở đâu chỗ mà này sẽ đẹp đó thì bao gì ở bật quạt một bật hai rồi đúng không, nãy giờ bật đèn một bật hai thì làm được thôi, quạt hai được thôi. Anh ba em về thì khỏi ra nhỏ nữa để anh làm quạt trời không á. Kéo nhưng mà kiểu nhỏ, kiểu như thế này, gió ra lá, ra lá đã qua đi á. Tình kêu mà đã đi, đã bên nhà quá. Nên lấy tiệm điểm của cái đèn này để điều khiển luôn ha. Giờ giờ tiệm dùng để đèn một để điều khiển luôn ha. Đó phải làm thêm hai nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được cái góc của mình á. Những đạn này là mình tạc vào cái quạt quạt một đúng không? Nhưng mà đây do anh dùng cái đen một cho nên lại lại cái đen một được. Hoặc là làm hai người còn lại ở đen một. Thì đây anh dùng một quạt 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 chân. Rồi, cái đen này. Cái đen thì cũng vào property này, vào geometry này. Tạm để mình lưu giữ gốc quái, lưu giữ gốc quái đấy, tạm để mình lưu giữ gốc quái. Anh sẽ lấy cái gốc quái, anh sẽ lấy gốc quái hiện tại của nó, anh sẽ vào ở cái lần ở trong này, này, vào graphic này, vào in internal function. Vào graphic, vào get, get tức là lấy là dữ liệu, get là lấy dữ liệu, vào geometry này, à, vào geometry thì anh chọn get, get rotation angle, à, thì ở đây này, cái chỗ này là hãng sẽ là lấy picture, tức là hãng sẽ lấy cái quay từ cái picture nào, tức là ví dụ trong trong cái màn hình hoặc trong cái đá là không phải là chỉ có một cái màn hình chính mà có thể là có thêm nhiều cái màn hình phụ nữa. Thì ở đây mình sẽ ở đây do mình chỉ có một màn hình này cho nên chỉ có một cái này, còn nếu mình lấy hệ thống lớn nó có nhiều màn hình, tức là ví dụ như mình bấm một nút này, mình bấm một cái nút này ví dụ như trên cái màn hình to đi mà hãng chỉ có cái máy nhỏ chút thôi, mình muốn xem cái máy này lớn lên á thì mình bấm vào cái máy đó thì nó sẽ tạo một cái màn hình nữa mình để thấy cái máy lớn hơn. Thì cái đầu tiên mình sẽ chọn cái màn hình này, cái thứ hai này là mình sẽ chọn màn hình là cái bài này cho mình thấy đúng không, là cái bài mình viết ở đây đó. Cái thứ hai là mình sẽ chọn cái gì, mình sẽ chọn cái gì quay hay mình chọn cái group luôn mà mình lặn lên dấu á, mình chọn group này, nhớ là group 1 này, con ở đây nhiễm có nhiều group ấy, thì em phải ra ngoài kia em xem thì đó là group này, group 1 này, ok này. Nếu như mình ra ngoài đâu mình xem đấy. Thì mình sẽ lấy góc quay hiện tại của nó ra rồi chứ. Thì mình sẽ làm một việc nữa, mình nếu á ít nếu mà cái quạt đang được bật thì mình quay, còn quạt không bật thì không được quay. Đó. Thì nếu mà quạt thì mình sẽ lấy trạng thái của cái quạt, mình sẽ lấy trạng thái của cái quạt là get tag này, get tag này. Mình sẽ lấy trạng thái quạt, thì thay vì mình chọn cái quạt đúng không, thì ở đây mình sẽ chọn là chọn cái đèn do mình lao lại cái đồ của nó, cho nên mình lấy cái đèn được, cái đèn một. Ok, thì nếu mà cái này có tác động á thì làm gì, thì mình tăng cái góc quay lên một, ví dụ như a bằng a lên 10 độ đi, a bằng a cộng 10 chấm phẩy, cạnh này thì nếu mà và nếu mà góc quay
YouTube nếu để Google quay nếu mà a à, bằng bằng 360 độ a à, bằng 360 độ nha yeah. A lợi hơn bằng nếu a lợi hơn cũng bằng 360 độ thì cả a bằng không thì cái lạnh lớn nó quăng 36 thì áo không tức là ừ. Ví dụ như cái thằng quay của mình là mình đi đúng không yeah. Nó sẽ quay từ lên lên về để đến về xuất phát thì hãng sẽ lên đúng là 370 380 390 đúng không yeah. Nhưng mà khi đó lặp lại cái vị trí bắt đầu vị trí không bắt đầu đó yeah. Cho nên là anh sẽ gạt lại cho nó mới không à hay rồi yeah. Thằng ý nhau em làm cái lại nhưng được à, được thôi. Khi đó là làm gì nữa sau khi mà tăng lên một á thì phải gạn lại cho hẳn để trong hình thành quay gạn lại cái góc bắt đầu cho hẳn thì bằng lần set graphic này set lại geometry này thì set lại cái đấy set lại rồi thì đây cũng là như chọn như quả đầu tiên là chọn cái hình này là chọn cái ví dụ này là chọn offset này là chọn cái để nó mình quay được cái mô này ok rồi nó chọn nó quay này nó quay của mình là A này nó là A này ok rồi quay chưa xem cái này chơi thì tôi chơi tối nay rửa thì đi học rửa thì bà thử đi học rồi cho con sang đây anh đi làm sao anh dạy POC thì đi được kiện chưa dạ anh dạy đâu đâu lớp đâu không lớp anh nhấn đó một lớp khoảng tầm từ 6-50 nghìn dạy thì nó mình dễ dạy nó học viên dễ không cái con dạy như không biết là gì không nhưng mà đang thì anh nhảy hò thuê hay là mình mở ra lớp lắm anh mở mình mở càng nhiều càng tốt đúng là mở càng nhiều tốt cho mình chứ không mấy học viên nào cũng không hẳn hiểu nhưng mà mình tính cái lời là được chứ đó là cái lời trước mắt thôi do hẳn không hiểu nó ra không hiểu thì nó là bảo là nói trung tâm này dạy đóng người chặt chủ hình dở là vợ tiếng khác anh em nhận ít bây giờ chắc luôn cái nói rồi nó lấy giới thiệu như thế nhưng mà về căn về sau này căn như vậy ấy đó mình phải lên nhiều, bay nhiều, họ nhiều hiểu thì... chứ hả dạ họ hiểu mình phải bay chứ ở thì đúng rồi thì càng ít á thì mình càng dễ bay hơn ví dụ như 10 người thì ngồi trong việc khoảng tầm 2 tiếng rưỡi 3 tiếng cái đó nên có thể bay hết được khoảng tầm hết cái con ví dụ như một lớp 20 người đấy bây giờ làm sao bay hết bay hết bay mỗi người ba chục hết chưa nhiều khi người nên bay sáu người thì chưa kịp bay hết chưa nếu đeo cái đó như là thì cả năm người nên tôi nhầm đấy thì chấp nhận cứ nhận ít nhưng là lớn thì cứ phải chờ kế đi sáu này ở vừa này bán lên nghề về mấy người kỹ sư ra trường đi làm rồi tôi học nó là kỹ sư quá tối nay ba cái giảng của mỗi năm tối nay nghe có ăn khá giờ anh lấy gì ăn bài hát nó hay là bài hát không
chích xuống hai cái chích con 200 200 cũng dài 200 nhân lỗ của trong những loại xi măng hàng sản xuất rồi. Dài này cái đây mới dài phải đáng chuẩn bị mở lại cũng nhìn hàng đầu tiên ta tăng ta tăng cái nái gì đúng không đầu đầu tháng sau lên mở lại nhìn hàng vậy lại là tươi á, hàng cũng như đi thôi, tức là còn có nó tích hợp sẵn một đủ đã là lập được chỉ bằng như 300 hẳn cân mà 300 cũng tươi 300 điểm em mua con lớn á thì nó có tích hợp analog rồi là mấy cái module một rồi hay ba chỉ đỏ vào á thì mình cần phải mua đúng rồi đó con nếu mà mình mua con nhỏ thì nó hiểu là không tích hợp vào thì tùy theo cái ứng dụng mình làm nha ví dụ như mình làm cái ứng dụng hẳn liên quan chả nó là việc thì tự nhiên cuối cùng cục quả nó làm gì cho đúng tiền anh bé về cái lấy cái thằng đó cái gì thêm luôn chỉ đồ đi được chưa về về đây một bạn đang về kể nó có cái phim này nó đi về chỉ qua chung bữa chung nó làm lại được phải liên kết cái đó không? À, thì có phải liên kết chứ. Đầu tiên này là cái tên đồng hồ mặc định của hãng á, là Simatic. Thì mình đổi cái tên này của mình này, ví dụ như nhiệt độ là temperature đây. Anh ghi chữ nhiệt độ giá nhiệt độ dài quá nhiệt độ dài quá đấy phải dấu lên được thì cả lý thì anh giao hết cơ mẹ cho em thì thôi thì giờ về em quay biển em thích ví dụ em sửa lại ví dụ trên cái dòng trên điều khiển đồ đi thì bị trong nhà em thích em đổi thành đồ áo đôi chi em tên đổi đổi được hàng đối nhận mà em cứ vào cái phải lúc này phải thì em đổi được hết thì cả bây giờ anh bay hết rồi thì giờ là phải gọi được điện đầu tiên là cái bức màu xanh màu vàng cái bức màu đỏ cái bức màu xanh á thì nó sẽ tới là độ cao 1 thì cái bức màu xanh này á là đầu là running cái bức màu xanh là running thì mình vào ở đây mình tạp cho cái biểu ảnh là tạp cho cái biểu ảnh là cái độ cao này cái này là bảo chạy đúng không? Nhưng mà bảo chạy con nhiệt độ có 2 điểm đó hay là cái cây thì mức giữa là mức giữa là mấy mà không còn là mấy gì đó là cái mức giữa nó sẽ nằm giữa cái màu vàng này à. Tức là giữa cái màu vàng này nhá nó sẽ bật quạt giữa màu xanh này á nó tắt quạt con trên đỏ này là vừa bật quạt vừa bật quạt vừa coi có thêm một cái nữa cái kim cái kim nó ra lên này mình sẽ tạo cho cả là nhiệt độ hiện tại còn cái lưu mắt ở đây mình có thể là sạch trong một cái khóc là 100 độ và nếu mình thích thì mình sạch lại nó hơn mình sạch 100 nữa rồi dùng như đây sẽ tạm lấy ra thì ở đây mình tạm lấy ra à. À, anh em cứ làm ra mức tắm thì cả những cái ví dụ thôi mà thì em về em sửa lại được thôi em về em tự định qua đây anh làm lại cho em là giữa anh bảo chạy đi tắt qua cho em nhưng bảo chạy nó tắt qua ta
thấy vì đang đang chạy hai cái mà quạt thổi tắt, nhưng mà mình nhiệt độ thấp nó chẳng qua là bão thôi chứ, cái con mà thẳng mà đã chạy thì đâu còn điện đâu, điện đã chạy rồi thì nó ngắt ngắt hết điện. Nó chưa chỉnh sửa được ha, cái này là chọn ra mới hiển thị cái đó không biết không. Do sẽ các bạn đây là 26 độ hay là 50 và nhiệt độ bây giờ đang khoảng 27 sẽ dùng cái lần cái nó không sai thì mình dùng
số do phía sau chấm phẩy như chỗ không vậy, ta gọi đây. Đây là màu nữa. Màu giờ mình chuyển qua là trong dùng đó đó. Có là phát này, phát phát tắt tắt ở điểm này đâu này. Có là chọn vô chọn vô đỏ này. Tại vì bên liên kết trên này là bây giờ như tương lai nó liên kết đây này nó output này là những giải như con thì hiện tại nó output này output còn ví dụ như cái gì bên trong này gì bên trong này là cặp chuột và kẹo mình copy đó mình copy rồi giờ anh xài cái này rồi mình đổ cao vào mình không cần nhập số liệu vô nhưng bây giờ chữ là mình cần nhập này khi mà người kia hiện lên thì cũng như đồ công còn cả như thì ví dụ như mình thích độ phóng khác độ nào khác thì độ nào khác hoặc là cho phóng nhỏ hơn thì mình cho phóng nhỏ hơn ví dụ bộ mới ra cái chữ nhỏ hơn thiệt lắm thì nhảy tích hơi được thôi chứ con sẵn đó là hàng hồng vẫn nhảy đi làm cho con phải cảnh là cảnh hình hơi đổi này ví dụ như cái đổi này hàng hồng này hình số này hình sẵn số này hình số này hình hàng hồng này
rồi hiện tại 27 đúng không? Mình lên 26 rồi. Thì cái team sẽ ngày tập dưỡng 5 giờ sáng mình tăng. Rồi, bây giờ có phải 2 làm lại, lên sẽ tập cái quả này. Cái tập này anh mình mấy cái này liên kết tới bất quả. Làm gì á, có liên kết tới bất quả. Bên 5 giây sau nó bất quả bất đôi. Chưa tiêu sĩ chứ không phải trên đây nó à con mình đi đấy là quạt đi tặng quạt mấy cái sổ đó. Đó. Là mình thêm cái một cái quạt dưới này nữa đúng không à? Trên đây có hai quạt rồi con dưới này là con có à đây trên con có hai quạt rồi một cái bờ một cái coi nữa đúng không à quạt thì mình làm được từ đây mình đến đây rồi đúng không à. Tôi chẳng có hàng dầu tư dụng mình đấy nó má cái như chưa anh cạo sườn cạo sườn anh ra là còn nghĩa là cái dưới chai chứ cái trên cũng dài nè cái dưới chai trên chai thì ta có bốn trên đây là có bốn cái có hai cái nữa mấy hai cái thì còn hai cái đây còn hai cái thì ở đây còn hai cái nữa trên là hai cái đây à dưới là hai cái quạt sao bốn cái nữa thì nói chung quạt dưới thì hai cái ở đây hai cái còn dưới hai cái ở đây hai cái ở đây đấy phải là cái quạt mà đây là anh lấy cái đen để mô phòng đấy phải là cái quạt đấy cũng phải là lấy từ cái biển của cái quạt này cho hiện tại là đang có một quạt đang dài dưỡng nó chưa đã ra rồi đi lấy xong nó rồi đó con về trên nước thì đen thì coi về đen rồi là đen bộ trải là một coi thì mình làm giống cái đen thì hai tuần hành động hiện cái đen thôi chữa là nhiệt độ nhập vào rồi là cái bảng này mà còn thêm gì nữa còn thêm cái nụ acid à acid với là acid với là auto rồi là auto auto với đâu nữa auto thì dùng on off nữa à. Thế lúc này là mình bấm on lên mình set on lên tắt off đúng không còn mình bấm off lên mình set off mình tắt on đúng không đó. Thì bên này bấm auto thì mình set auto mình tắt manual còn để bấm anh làm cho em luôn anh nói đi cách dân dân là đây này on đúng không đây này đau suy này anh đúng không anh bật cả anh gạt on bằng mồ học hay không đó con mà bật học á thì là gạt học bằng mồ thì giờ cái này thì em biết rồi thì thằng auto manual thằng dòng đúng không nhưng mà mình lấy cái địa chỉ của nó là lấy ở đâu chứ đây mình vừa nói cái hai bộ phận này ví dụ đây là auto này xuống á theo sẽ là bạn sẽ tập được sẽ yêu sẽ cái biểu cáo tu à, đây đây là biểu nhé bé nó phải không còn nghe là mình chọn giá đi là auto đúng không bé nó nè thì là thì là mẹ nó một nhé thì như đây để anh ta làm đủ mẹ nó đủ anh đủ auto đi rồi được rồi chắc mẹ đủ mẹ nó mà đủ mẹ nó này mẹ nó này là không nhớ đúng không mẹ nó là phải sẵn mẹ nó một à. Con tắt cái thằng auto con auto là bằng không nói chung là của cái nào thì cả là bằng một còn tắt cái bằng không cả chưa đi
Còn cái manual về auto như là auto này. Nếu mình bật nút auto bật nút bấm tay á thì là bật bấm tay lên và tắt hàng từ đó vậy thôi. Thì đấy nha. Reset thì mình lấy vô địa chỉ là có reset mà đúng không? Bit reset đúng không? Để mà làm được hai cái đăng nhé thì mình cần phải bên mình tải hai cái bit này. Bên này có lực tấn lưu lại Thank you.
xem xét đây là cái tiến trình VCC này, cái tiến trình POC này.